Em luôn có quan điểm là em thích cái người già em mới phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok rồi. Thanh nó già hơn mặt em đó, em đừng có la. Mời nhà trai. Rồi chào nhà trai. Ngồi đi em. À, xin mời nhà gái. Đầu tiên là chúc mừng năm mới hai bạn nha. Bây giờ thì hai bạn giới thiệu về mình đi. Mời nhà trai. Em tên là Võ Văn Thanh ạ. Năm nay em 31 tuổi, em đến từ Hậu Giang. Hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Và công việc cụ thể em là kiểm tra chất lượng hàng hóa của gỗ ạ. Bạn Thanh 31 tuổi quê Hậu Giang làm ở Bình Dương làm về gỗ. Rồi nghe rồi, tình hình là bên nhà gái chúng tôi đang rất hồi hộp, trái tim đập hình phịch, coi như là thở không nổi bên luôn nè. Bên đây tim đập thình thịch, ngứa ngáy tùm lum. Chúng đang hồi hộp. Em đừng có lo gì cả, em hết sức là bình tĩnh nha. Đó, em cứ nhìn chị em trả lời nè. Bây giờ em giới thiệu đi, em tên gì, làm ở đâu? Em tên là Nguyễn Kiều Dung, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kế toán. Em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Dung làm ở quận nào? Dạ, em làm hơi xa ở Củ Chi rồi ạ. À, Dung làm ở Củ Chi, Dung ở thành phố Hồ Chí Minh. Dung 33 tuổi. Lớn hơn bên đây 2 tuổi. Không có sao, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1. Hợp lý luôn. Ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ, em thích đi giao lưu cùng bạn bè. Rồi, tốt. Cái nhược điểm của em là em hay nhút nhát trong việc quen gái. Nhút nhát trong việc quen gái. Dạ, việc tán gái à. Tán gái à. Rồi nhút nhát quá trời của đất về đó, rồi thấy con gái rung không? Dạ cũng rung. Đó là chắc là lý do mà em mới đăng ký chương trình hôm nay. Mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em là em ngăn nắp, chu đáo, vui vẻ và thân thiện nữa. Em cũng rất là thích nấu ăn. Còn em có nhược điểm gì? Dạ, em hơi là rụt rè, hơi trước đám đông. Ai mà tán tỉnh em sợ không? Dạ, sợ. Bạn kia sợ tán gái. Dạ. Còn em thì sợ người ta tán mình đúng không? Dạ. Hai bạn này hợp với nhau là giọng nói rù rì nè. Ừ, rù rì đó. Bên này cũng nhỏ, bên kia lại càng nhỏ hơn. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình. Ừ, mạnh mẽ lên, 2 mối tình. Dạ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, 4 năm mấy anh. Trời ơi, dài dữ vậy? Dạ, dài lắm anh. Rồi sao chia tay? Dạ, tại vì bên gia đình người đó nói cũng nhà em xa quá anh. Nhà em xa hả? Dạ. Gia đình người đó ở đâu? Ở Cà Mau anh ơi. Cà Mau với Hậu Giang đâu có xa đâu. Dạ, nhưng mà cái quan điểm của gia đình người đó là gì đó? Là xa, chúng quan điểm em là gần đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng ta nói xa rồi bỏ luôn. Dạ, nói chung là người ta nói xa, người ta... Không chịu? Dạ, không chịu rồi. Trời, thấy thương không? Rồi mối tình kia là bao nhiêu lâu? Dạ, mối tình kia em quen không được 6 tháng. Thôi, bỏ qua đi, được rồi. Nói chung là bên đây là... 2 mối tình, rồi hiểu rồi. Nhưng mà xa quá, xa mặt cách lòng, bên kia không chịu. Ở bên kia nhà gái là ở đâu vậy ta? Dạ, ở quận Tân Bình ạ. Tân Bình đi Bình Dương cũng gần ha. Nó không đến Cà Mau rồi, sợ không sao rồi. Dạ, mình có mấy mối tình rồi mình nói cho bển nghe đi cưng. Dạ, em có 2 mối tình ạ. 2 mối tình luôn? Dạ. Mối tình đầu tiên là khi năm em 24 tuổi. Lúc đó em quen anh đó được 2 năm thì anh đó đi công tác nước ngoài. Rồi, dạ. Cũng là xa mà cách lòng luôn. Dạ, dạ. Rồi, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là gần đây em mới chia tay ảnh được 1 năm ạ. Được 1 năm rồi, lý do chia tay? Cũng có thể là do em quan tâm anh đó quá mức nên anh đó chán ạ. Nhiều khi không phải chán đâu, nhiều khi là bị kiểm soát nhiều quá cái quan tâm nhiều quá nó ngán á. Trời, con gái xinh đẹp. Đàn ông kỳ lắm, không quan tâm thì người ta giống như đói vậy đó. Người ta cứ tò mò đi tới hoài, hướng tới hoài. Còn quan tâm quá, đôi khi ngán đó. Bà cũng quan tâm hoài mệt quá, bị giống như bị kiểm soát đó. Thì thành ra là người ta khó chịu. Đàn ông phải để cho họ đói chút xíu. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Đừng cho nó ăn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Cao từ 1m6 tới 1m7. 1m6 tới 1m7, ngon. Không có bị hói. Không anh em. Hơi thôi. Bụng không có to lắm. Bụng lép xẹp. Dạ, không hút thuốc. Có không Thanh? Dạ không anh. Không luôn. Nói chung là giờ em đưa ra vấn đề đó 90 mấy % bên đây đáp ứng nhu cầu rồi đó. Chị ra chị kiểm tra. Trời ơi. Chào cưng. Đàn trai người ta hiền lành chất phác. Em tự nhận là bao nhiêu % khi mà bạn gái đưa ra cái yêu cầu đó? Nhát gái thì đó là cái chuyện mà cái tính cách thôi, còn cái chuyện mà bản lãnh thì cái chuyện quyết định trong cái chuyện tương lai hay là chuyện này công việc sự nghiệp á là rất là bản lĩnh đúng không? Mình chín chắn hơn chứ. Ok. Vậy 100 luôn. Rồi vậy bây giờ em có cái yêu cầu bạn gái mình phải như thế nào? Chỉ cần cái người bạn gái là đầu tiên là cái lòng chung thủy là được. Dạ còn chuyện này kia thì em có thể lo được. Chỉ cần chung thủy thôi. Người ta có quan tâm sâu sát quá thì em có cảm thấy khó chịu không? Dạ không, em luôn có quan điểm là em thích cái người già em mới phải là ghen. Phải là ghen đúng không? Đúng rồi, vô mánh luôn. Em nghĩ là có thương mình thì mới có ghen. Ok, rồi vậy là rồi em cầu được ước thấy. Nữa rồi biết nha Kinh. Tôi thấy vậy là được rồi đó. Hỏi ý kiến người thân coi. Hỏi ý kiến người thân đi, tôi thấy á. Bạn nam bên đây đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em và Dượng. À, rồi chào bên gia đình nhà trai, xin mời đại diện có ý kiến ạ. Xin chào chú Quuyền Vinh ạ, chào cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào cô. Xin chào bên nhà gái. Bữa nay tới đây dựng bạn hẹn hò như là thấy bé gái thì tôi cũng dễ. Nhưng là giờ mong cho hai đứa được trăm năm hạnh phúc. Dạ, tôi mừng rồi. Rồi, cảm ơn nhà trai ạ. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em. À, có mẹ nữa, vậy là hai bên đều có mẹ hết. Mời cô. Thì tôi là Thu Nguyễn, là mẹ của cháu Dung. Sau khi mà cũng nghiên cứu cái chương trình này, nó có những điểm rất là hay. Cho nên là tôi khuyến khích cháu là tham gia cái chương trình này. Chứ tính cháu rất là gọi là lành tính đó, và rất là nhát. Tôi thấy cháu trai này là được đó. Là vì một bên thì nhát gái, một bên thì quan tâm tới người yêu thì là cũng hợp rồi. Cho nên là tôi ok. Dạ con chào bác. Con cảm ơn bác đã có nhận xét về hai đứa con. Con chỉ mong là nếu mà bác thương tụi con thì nếu mà con với Dung có thể hẹn hò và đi đến với nhau á, thì con xin hứa với bác là con sẽ là một chàng rể tốt và là một người thương yêu và chăm sóc cho Dung đến suốt cuộc đời. Trời, quá được. Trời ơi, hay quá hay. Rồi vậy nè. Cảm ơn cô. Mở rào một cái là phải bản lĩnh lên. Dạ. Nhát ở chỗ nào quá khứ không biết nhưng mà hiện tại là phải dũng mãnh lên nghe không? Bên cạnh em ha. Mạnh mẽ lên. Rồi, mở nha. Mở rào. Bắt đầu tấn công luôn Thanh. Tới luôn. Quà cáp gì đâu. Dạ. Em có cái món quà muốn tặng cho em là một cái lá thư anh muốn gửi cho em, anh đọc cho em xem nào. Thì hãy em để em đọc à? Gì em đọc. Dạ. Chào em, anh rất vui và hạnh phúc khi hôm nay được gặp em. Anh mong em được hạnh phúc vào những ngày sắp tới là hạnh phúc cùng anh. Dạ. Là mọi người. Cảm ơn. Viết ghê ta. Dạ. Cũng có lá thư anh đọc không? Dạ. Giống ngày đi coi mắt hai đứa bối rối. Sao rút ra cái gì sao quần rút ra mà rút không được. Cứ rút ra rút vô hoài. Rồi đó. Duyên do trời định, phận do trời tạo, nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Cảm ơn anh đã xuất hiện và mang hạnh phúc cho em. Ok em. Cảm ơn người ta tặng quà. Quà là gì vậy Cưng Thanh? Dạ món quà là cái món ăn nha chị. Món này ăn để lúc nào anh cũng nhớ tới bữa ăn với gia đình. À, hiểu rồi. Dạ, đúng rồi, em rất là thích nấu ăn ạ. Nghĩa là cô muốn là bữa ăn gia đình là lúc nào anh cũng phải nhớ tới. Mà sở dĩ tôi ra đây tôi thấy cái món này là món tủ của ông á. Anh ăn thử liền coi ngon không? Thử đi còn nhiêu giờ giao qua đây. Anh dùng thử á. Đúc bên kia người ta ăn trước. Cưng tự làm đó đúng không? Dạ đúng rồi. Cứ ông Quyền Linh ông kiểm định. Rồi đó mình hốt của về đi. Còn nhiêu dao để đây thử cho. Gì vậy Thanh? Dạ. Gì vậy? Em không biết gì nên. Hả? Không nhận ra luôn. Trời ơi, ăn mà không biết gì luôn. Em không nhận ra nói gì. Cái này là cái gì vậy? Dạ nhưng mà ngon anh. Mà cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Dạ là biết là cái món ăn. Mà em không nhận ra món gì. Không biết món gì luôn hả? Dạ. Cái này là gì biết không? Dạ vậy em đút cho anh ăn đi. Hả? Ôi ăn đi để tự ăn cho anh đút mất cỡ lắm. Đút con miếng ăn tự ăn nguyên đấy luôn. Anh kệ ổng đi. Cái này á tự gọi là kim bắp. Dạ đúng. Là Korea Hàn Quốc á. Này ăn với kim chi ha. Kim bắp ăn với kim chi. Hồi nổi kim luôn á. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Anh lo nói chuyện đi nè. Nói chuyện nên vô đây mình lo chuyện mình đi. Kệ ổng đi. Ngồi đây ăn mắc cỡ lắm. Để vô thử rồi biết báo kết quả thôi. Em cứ vô ghi được gặp em á. Mà anh nhìn là em xinh hơn cái tưởng tượng của anh từ lúc... À, Anh ơi, anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi luôn mà. Đúng rồi. Cái điều đó có ảnh hưởng gì không ạ? Không, anh không quan trọng gì đó em. Nè, cái mặt Thanh nó già hơn mặt em đó, đừng có lo. Một tuần mình gặp nhau được mấy lần hả anh? Khoảng một lần được không em? Một lần có ít quá không anh? Anh nói chung là tối đa là một lần, nếu mà tối thiểu là một lần. Tối thiểu là một lần, nhưng mà anh sẽ tranh thủ tối đa nhất có thể là rảnh thì anh sẽ qua thăm em đó, lúc đó. Em đi làm ở Củ Chi hơi xa, cái điều như là em bị bệnh đó, thì anh có sẵn lòng mà lên để chở em đi khám bệnh không ạ? Điều đó là tất nhiên rồi em. Có thể là đi gấp không? Câu đó hay á, điều đó là dĩ nhiên rồi. Dạ, là cái chuyện đó là bản năng rồi. Cưng đừng lo chuyện đó. Anh có chia sẻ việc nhà được việc gì với em không ạ? Vợ nấu ăn thì chồng phải rửa bát hay là giặt giũ này kia, chung là vợ chồng xúm xít nhau làm thì xong công việc thì cùng nhau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đó. Chứ anh không thích về về cứ nằm bấm điện thoại hay là cứ mọi công việc cứ để cho vợ làm không thì thấy như vậy nó không có công bằng. Dạ. Thấy gì tội với người vợ mình lắm. Thành dạ. Bước tới nắm tay Dung ha, rồi giao lưu văn nghệ cái nào bước dạ. Tới mạnh dạn lên nắm hai tay Dung nha, nhìn thẳng vào đôi mắt, nhìn thẳng vào Dung kìa đó, mạnh dạn lên. Thì hôm nay đến đây thì anh cũng tặng cho em và chương trình một đoạn nhạc không. Chẳng qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đời mình thương nhau lúc nào. Anh ở thành đô ngựa xe, chán ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em dãi dầu nắng mưa. Giảm hết ạ. Đủ rồi. Cái câu đó là đủ rồi. Bây giờ cảm xúc của Thanh thế nào, Thanh cứ nói hết. Rút ruột rút gan rồi mà nói với Thơ với Dung đi Thanh. Thì hôm nay lần gặp đầu tiên thì anh cũng có cảm tình, hai ta cần cơ hội để tìm hiểu và đi tình cảm tiến sâu hơn nữa. Được đó, rồi trở về vị trí cũ đi. Và bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm với các bạn trẻ. Nếu mà thích là bấm vô đó, đúng rồi, bấm luôn. Thích là bấm luôn. Bấm luôn đi, hai đứa thấy mà tới rồi là bấm luôn. Ừ. Rồi xong một lượt luôn á. Bấm chưa? Bấm rồi. Bấm rồi. Anh nói là hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ trước mặt của mẹ của Dung ha, yeah. Rồi trước mặt mẹ của mình, yeah. Rồi bây giờ mình nói với người lớn nha, người lớn gì đi. Con chào bác, con sẽ tìm hiểu ảnh và cố gắng sẽ trở thành người con dâu tốt trong tương lai. Rồi bây giờ bà xui nè, hai bà xui đứng lên bắt tay nhau rồi, cái cầm micro bà xui, nhà trai nói gì, nhà gái nói gì bà, nhà trai đi. Đầu năm thôi mình chúc năm mới rồi nói gì đi. Cho tới đây thì cũng như là gặp nghe chị xui đi. Nghe chị xui đi. Giờ mình chúc cho hai con được trăm năm hạnh phúc là mình là cha mẹ mình mừng rồi. Chị nói gì đi chị? Dạ. Trong quá trình hai cháu tìm hiểu đó thì hai bên mình có thể hỗ trợ. Mình là rất là thích cháu. Rồi đó, hai bà xui ôm nhau cái. Đẹp quá. Bây giờ xin mẹ Dung cho dạ. Làm thủ tục cái coi. Dạ dạ, em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Đó cũng trong có hôm nay con đến chương trình này lần đầu tiên con gặp gia đình bác gái và Dung thì con xin phép cho gái cho con được hôn Dung, được cái hôn đầu tiên ạ. Trật đầu rồi. Dạ. Vì anh bé mình nên hôn em. Đúng. Ngon lành. Nhớ nha, trong năm nay cố gắng tìm hiểu nhau, dạ. Càng sớm càng tốt nha.